thêm nước mắm nữa. Mấy muỗng nước mắm anh không? Muỗng rưỡi. Muỗng rưỡi nước mắm. Hồi nãy là hai muỗng. Ba muỗng. Ba muỗng bột nêm. Nêm nhỏ, còn này muỗng nước mắm lớn nha. Rồi trộn đều. Trộn đều lên nha các bạn. Cho mình đợi khoảng 15 phút cho nó thấm á. Mình nấu. Rồi. Nè, đảo đều nha. Cho 15-20 phút cho nó thấm đều cái. Cho nó thấm vô cho nó ngon. Đây là cái nấm đông cô nè. Và đây là các nguyên liệu để nấu thành cái một cái nồi gà ớt hiểm nha các bạn. Biết nhảy. Cái cánh nó biết nhảy ra. Gà tre, ngon đây là gà tre nha các bạn. Từ đâu có gà tre ở trên gà, trời đó. Gà trống mà có trứng nè. Cái trứng gà trống nha các bạn. Thịt rất là săn chắc. Khác cái trứng gà mái ha. Trứng gà mái là trứng ăn béo béo, còn cái này có bùi bùi hả? Đó là chưa xào sơ rồi. Mình cho nó săn lên. Bây giờ mình sẽ hầm gà cho nó mềm nha các bạn. Mình cũng hớt bọt ra nha các bạn. Hôm nay nó sẽ làm cái nồi lẩu nó bị đục. Thì gà này là gà tre. Tre hả? Gà ta là gà tre mới đúng mà. Thường mình cứ gà tre thôi. Gà tre. Thì gà này nó ít mỡ cho nên các bạn không thấy mỡ màu vàng này. Ít mỡ ha. Ăn nó sẽ không bị ngán. Mà gà này gà hải dương mà chứ đâu phải gà tre mà nuôi công nghiệp đâu, mỡ nhiều. Gà công nghiệp là mỡ nhiều lắm. Gà này gà hải cho nên ăn gà hải dương nó sẽ tốt hơn, bổ dưỡng hơn. Đợi công đoạn đó là đổ nước dừa vào nha các bạn. Cho nước nó thêm đậm đà. Ở bên Tre chứ quê mình dừa nhiều quá nữa. Không biết làm gì á, gì cũng dừa ta. Đúng là quê hương xứ dừa mà. Cái món nào cũng phải có dừa vô cho nó đậm đà ngọt nha các bạn. Nên mình thấy cái mầm gà nè. Đây là con gà trống chứ không phải là con gà mái nhé. Cái trắng cái đỏ vô. Còn đu đủ thì bỏ sao, tại đu đủ mau chín lắm. Dạ. Cho đu đủ nhiều nhiều cho thơm. Ăn ngon hả? Thêm ha. Mình đó. Nhiều lắm ăn. Con sợ không hết nên ăn ít không. Rồi ba mình là tận dụng ăn cơm luôn mà bún thì mua quá trời luôn. Và cái nồi lẩu á thật là hấp dẫn, nước trong veo luôn. Bây giờ anh mình sẽ ít đường thôi, tại nãy có bỏ dừa. Dạ, nêm một lần nữa. Tại vì hồi nãy mình đã bỏ nước dừa vào á các bạn. Nước dừa vào. Dạ. Cho nó có vị ngọt. Thì mình cũng hớt bọt nè các bạn. Nước nó mới trong như vậy nha. Hạt nêm. Mình sẽ bỏ hạt nêm, nêm nếm cho nó vừa ăn. Tại vì một tí mình sẽ ăn bún nha các bạn. Nêm cho đậm đà xíu nha. Dạ. Thơm quá. Bỏ nước mắm rồi nên không cần bỏ muối nhiều lắm. Dạ. Sẵn đây mình cũng nói luôn là nước mắm Việt Hương là do ở bên ông Tư mình làm. Cái gia vị nêm nếm thì có sẵn, tại vì nhà mình cũng bán tạp hóa nha các bạn. Coi đầu bếp sẽ nêm nếm. Tuyệt vời anh ha. Tuyệt vời. Mình thêm miếng muối nữa. Dạ. Ngọt thì có ngọt rồi đó. Dạ. Em hãy nêm cho đậm đà. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ của mình. Thì các bạn nào mà muốn về quê Bến Tre thì sẵn tiện đây nhà anh Hiếu cũng buôn bán nấu hủ tiếu, cháo lòng. Các bạn ủng hộ nhà ảnh nha. Và chỉ có ảnh và mẹ là cô Sáu của mình là cái họ đầu bếp chính.
Mình cũng mời đầu bếp về đây để nấu cái nồi lẩu gà nha các bạn. Đặc biệt là nồi này thiếu một cái gì anh biết chưa? Chanh. Cái gì nữa? Nếu mà nói là nấu hành. Không phải luôn. Mình biết, không thiếu gì. Anh nấu thịt gà gì vậy? Gà nồi. Nhưng mà anh nấu gà che lộn. Gà che nấu gì? Hiểm thì chưa xong rồi, chừng nào xong em mới bỏ hiểm vô cho nó chứ. À. Đâu phải bỏ đâu. Nãy giờ em thấy hiếu hiếu. Chưa xong mà. Rồi bỏ hiểm vô sao? Dạ. Nếm lại một lần nữa nè các bạn. Nhìn cái mỏ thấy hềm không? Nêm hồi chắc no luôn á. Mà đa số những người mà đầu bếp á các bạn, nêm nếm thôi chứ nêm rồi phải nêm ít ăn không? Nêm mình phải nêm nhiều lần mới ngon, không ai hay mà nêm lần không đâu. Đúng rồi. Bật lửa đi. Nấu khoảng vài phút nữa rồi mình bỏ xuống được rồi. Nó xuống được rồi, ăn được rồi đó. Nè, nay ớt này hơi ít nha, tại chở hết rồi. Nhưng mà em thấy nhiêu ớt này cũng được rồi đó. Chủ yếu là nấu hầm cái nước gà cho nó ngọt và có hương của mùi ớt hiển, chứ không cần mà nồng quá. Nồng quá mình ăn không được nha các bạn. Hên trời ảnh có mua được có nhiêu đây thôi, hên là cái chợ hết ớt rồi, chứ mà có nhiều ớt là mình ăn không nổi luôn nha các bạn. Tuyệt vời. Đây là nồi gà nấu ớt hiểm do anh mình chế biến. Sắc không? Hiếu. Ăn kèm với món lẩu, ngoài rau sống ra thì còn có muối ớt nha các bạn. Muối ớt thì anh mình tự làm muối ớt chanh. Thì nó sẽ chuẩn bị ăn thôi mọi người ngon ơi. Hơn khi chấm với thịt gà. Chưa phật lửa anh à. Đây là có rau nè mọi người. Quên. Tự không phật lửa mình tự ăn đã tự sôi. Rồi. Rồi. Rồi ngồi đi. Rồi lại bắt ghế. Nó biết. Thôi có camera nhóc không chịu coi lại thôi. Coi mà không thấy thôi, thấy nó chạy đi nhưng mà không thấy được. Chạy lên chạy xuống. Xuống. Theo thằng á. Cảm ơn em ha. Chỉ thấy nó hai thằng nó đi che rồi nó cũng xuống với tôi. Gấp đi anh Phương. À đó. Ăn đi mọi người. Làm gì đợi cũng chết. Qua làm chứ qua không ăn nha. Dạ. Hôm có mùa nước mẹ em tiệm làm tiền quá rồi luôn rồi, mất xe mưa ống rồi. Gì ở đây vậy? Đây mất xe nữa trời. Ăn bảy ơi, nó sợ nha. Dạ. Đi sao ăn sớm. Có cái mày hơi dài quá. Để ăn miếng giấy già hết sao. Coi anh ngốm ngốm là mọi người. Nãy qua nãy. Bé quá, ăn gà bếp quá. Rồi ngồi lên sao? Ăn ngon hôm nay. Ngon không? Tội em nêm nếm mà không ngon tao được. Ăn đi nha anh Phương, anh Đại nha anh Phương. Này là Hiếu, một cái anh quay phim của mình nha mọi người. Quá quất luôn. Đây là anh đó, anh quay phim là hai á, đây là anh hai nè, đây là anh ba và anh tư ở thác bên mình. Đây là anh Phương, đây là cũng là dũng sĩ diệt mồi luôn nha mọi người. Ở đây ở bên kênh Khoai Sùng Vlog. Đây. Bây giờ mình bán đồ nha mọi người. À nè, tới giờ luôn, bây giờ mình mới ăn lại. Tại vì hôm qua mình mới cơ bán á các bạn, cho nên không có thời gian ăn, thì hôm nay mình ăn lại và mình sẽ cho cảm nhận cái món ăn gà nấu ớt hiểm của anh mình nấu sẽ như thế nào nha. Chứ hôm qua giờ mình đâu có quay cái mặt, bản mặt mình đâu, chỉ có giọng nói của mình thôi à. Chắc cũng các bạn không có thấy mình đâu. Bây giờ mình ăn thử nha, mời các bạn ăn. Nhưng mà
hôm qua là nghe rất là ngon luôn. Còn mình thì sợ cay, nhưng mà hôm nay mình phải ăn thử. Tại vì nói nghe nói là ăn ngon đó các bạn. Thì mình ăn thử nha mọi người. Mời mọi người ăn. Gà nấu ớt hiểm á các bạn, nó có bị có vị ngọt ngọt này, ớt nó không có bị dập, nó chỉ có ra một cái chất cơm he he thôi, nó làm cho cảm giác cái nước lẩu của nó tăng cái vị nồng lên chứ không có cay lắm nha các bạn, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ ăn thử cái rau sống mà nhúng vào nước lẩu như thế nào. Rất là ngọt luôn. Nhưng mà có một điều là các bạn á, ăn rau thì mình nhúng vô mình ăn, chứ mình đừng có bỏ vô hết nguyên nồi nha các bạn. Giống như là hôm qua vậy đó, cái nồi lẩu á mình nhúng vừa đủ rau mình ăn thôi, để ớt hiểm mọi người. Anh mình có nấu thêm với nấm đông cô nữa là các bạn, rất là to luôn. Ngọt lắm các bạn. Đặc biệt là cái thịt cục thịt gà này các bạn, mình sẽ cắn thử và ăn thử như thế nào nha. Nấu chắc hôm qua tới giờ chắc thịt gà nó đã mềm lắm. Thịt gà tre rất là mềm luôn nha các bạn. Bị cay các bạn ơi, cay không có nồng mà không có cay lắm cho nên mình ăn được. Nó có vị tê tê cái đầu lưỡi thôi hả. Đây là có đậu hũ nữa nè. Đu đủ nữa nha các bạn. Hầm vô mà nấu vô nó sẽ có ngọt hơn nữa. Này là chỉ có ở quê mới có thôi. Đầy đủ. Ít tốn kém đi mua hơn là ở trên thành phố nha các bạn. Thành phố thì các bạn nấu cũng được, nhưng mà sẽ không ngon vì các bạn đa số là ở trên chợ người ta sẽ bán gà công nghiệp, ít khi mà bán gà thả vườn lắm nha các bạn. Cao giờ mình ngon quá rồi, mình ăn phải ăn thôi. Cái món này rất là ngon luôn, các bạn hãy làm thử và ăn thử nha. Bây giờ mình ăn đây.